xin chào mọi người nhé hôm nay bên em sẽ đọc một số cái dữ liệu của máy lock power một số máy lock power khách đã vận hành và trên cái phiên bản mới nhất của phần android ấy, thì những cái điện thoại sử dụng phệ điều hành android thì người ta đã cập nhật cái phiên bản lock tiếng việt rồi bây giờ có tiếng việt rồi mọi người nhé còn nếu mà trên ios thì chúng ta chờ khoảng độ một thời gian nữa thì cũng sẽ có cái bản tiếng việt thôi thì hiện tại em đang đăng nhập vào phần mềm của lock power này nếu mà những ai mà chưa có uh, cập nhật cái tiếng Việt này thì chúng ta vào trên cái mục CH Play CH Play này chúng ta sẽ tải cập nhật cái bản Lock Power Lock Power nhé, chúng ta gõ thì nó ra là Lock Power Monitor này thì nó sẽ có cái mục cập nhật ở đây hiện tại thì của em đã cập nhật rồi thì chỉ việc mở ra và đăng nhập vào thôi còn những khách hàng chưa cập nhật thì chúng ta sẽ cập nhật vào và mở ra thì đăng nhập vào tài khoản của bên em là tài khoản uh, Tài khoản Monitor là tài khoản quản lý cho nhiều tài khoản khác nhau Thì ở đây là tất cả những khách hàng bên em đang quản lý à, Hiện tại bên em đang quản lý hơn 150 máy power trên Việt Nam Đây, những cái máy đã chạy ở đây này Thì một số khách hàng bên em có xem được dữ liệu Những cái máy offline là những máy có thể là đang bị gián đoạn mạng chưa kết nối Hoặc là chưa uh, đăng ký wifi Còn những cái máy mà hiển thị chữ online hoặc là no man là đang chạy bình thường còn một số máy thì sẽ có cảnh báo Offline này là chưa kết nối này Những khách gần lắp gần đây mà chưa kết nối thì sẽ đang là offline Còn normal này là bình thường đây, hiện tại bên em đang có 5 trang Mỗi một trang như thế này là 40 máy Thì cái trang cuối nó chưa đầy Là gần 200 máy mọi người nhé Đang quản lý gần 200 máy lắp power Em sẽ ví dụ một khách bất kỳ đang chạy Ví dụ như khách là anh anh Tống Văn Sĩ vận hành ngày 23 tháng 4 năm 2022 này Tống Văn Sĩ 5kW ở thành phố Biên Hòa Đồng Nai Chạy Noman chúng ta sẽ vào đọc dữ liệu một chút xíu nhé Đó, Bây giờ thì nó hiển thị là tiếng Việt này Đợt trước cái này phần mục này tiếng Anh hết Bây giờ tiếng Việt Tiếng Việt thì có nhiều chữ người ta dịch Nhưng chưa được sát lắm Mà chúng ta hiểu nôm na như thế Phần này là thiết bị này Đó, Số, series Đây là năng lượng PV này Đó, Rất là chi tiết luôn Chúng ta có thể bấm vào để xem này Năng lượng PV sản lượng hôm nay là 4,4 kWh này. Tổng sản lượng từ khi lắp bên bây giờ đã thu được là 86,6 kWh. Bên này là năng lượng xả nhé. Năng lượng xả là cái phần à, từ battery xả ra 1,1 kWh là hôm nay này. Tổng xả là 32,1 kWh. Chúng ta bấm vào để xem năng lượng sạc. Đang sạc vào hôm nay là 3,7 kWh. Hệ thống này thì khách sử dụng với khối pin là 51,2V 100Ah EVE sạc tổng là 64,9 kWh này bên này là báo năng lượng đẩy lưới này hệ thống này chạy bám tải nên là phần đẩy lưới này bằng không nhé không kWh này từ lúc lắp đến ngày hôm nay cũng thế không có đẩy lưới chúng ta bấm vào thì sẽ vào cái mục lấy lưới đó hệ thống này anh ấy chạy là Operate chưa có đấu lưới cũng không lấy lưới luôn đây lát nữa em sẽ cho mọi người xem một cái mục khách hàng khác là có cái phần lấy lưới chúng ta nối lưới vào nó sẽ lấy lưới tối thiểu nhất nhé Nghĩa là năng lượng mặt trời sinh ra cấp cho tải trước Khi nào thiếu thì mới lấy lưới bù vào thôi Bên này là báo năng lượng tiêu thụ này Phần tải báo rất là chi tiết Còn dưới này thì sẽ có một cái Cái hình bốn cái đầu vào À ba cái đầu vào cung cấp cho vụ tải Bên này là pin mặt trời này Hiện tại giờ này nó chỉ ra Nó tranh chạy bám tải Quy đầy rồi Mặc dù pin sinh ra lớn nhưng mà tải không lớn Nên nó chỉ ra pin có 100W này tải 44W sạc đầy rồi này bên này lấy lưới bằng không kéo xuống bên này có phần biểu đồ này thì những cái biểu đồ này chúng ta có thể theo dõi trên máy tính thì nó màn hình nó lớn hơn nên dễ hơn còn ở đây trên điện thoại thì chúng ta chỉ giới hạn cái màn hình nhỏ như thế này thôi phần đường màu xanh lá cây là báo cho pin mặt trời này xanh dương là báo ắc quy màu đỏ là báo điện lưới mà màu cam là báo tải tiêu thụ thì nó sẽ có biểu đề, biểu đồ thống kê ở đây nó và sản lượng thống kê Máy lắp thì báo rất là chi tiết Chúng ta có thể theo dõi từng ngày này Ví dụ ngày mùng 9 tháng 5 này Rồi ngày mùng 8 tháng 5 này Đây chúng ta chọn ngày được ở đây Đó, là Nó báo rất là chi tiết Ngày nào có dữ liệu thì nó sẽ đẩy lên ở đây Chúng ta theo dõi được Em sẽ thử theo dõi một khách hàng khác nhé một khách, Ví dụ như anh Trần Nhật Điền đi Ví dụ anh Trần Nhật Điền ở Mỹ Tho Tiền Giang này Anh Trần Nhật Điền Lắp ngày 24 Ngày 24 tháng 4 năm 2022 Hệ thống của anh Trần Nhật Điền thì tải tiêu thụ khá là lớn. Máy này là máy 6kg. Anh anh Điền lắp máy 6kg LXP nhé. Đây. Tải tiêu thụ là 2009 này. Lấy lưới 800W. Pin mặt trời sinh ra là 2002. Đang không cài sạc đó Phần tiếng Việt rồi. Bây giờ chúng ta có thể đọc được rất là dễ. Trên máy Android nhé. Còn iOS thì vẫn đọc bằng uh, tiếng Anh. Nhưng mà cơ bản nó cũng tương tự như thế này thôi. Đây, chúng ta sẽ xem ví dụ hệ thống của anh Nam đây đây anh Nam ở Mê Linh Hà Nội này. anh Nam lúc này năng lượng mặt trời sản sinh ra chỉ có 174W thôi tải tiêu thụ 204W xả từ battery là 93W không lấy lưới cái phần lấy lưới này này là nó hạn chế hạn chế tối thiểu nhất có thể Để ưu tiên năng lượng mặt trời trước hệ thống vận hành rất là tối ưu năng lượng mặt trời trước này dư thì nạp cho quy thiếu thì lấy từ quy xả ra lúc nào thiếu nữa thì mới lấy điện lưới nó bù vào cho tải Đó, đây là những khách hàng mà bên em đã lắp em sẽ xem những khách mà lắp đợt đầu nhé đây là những khách đoạn sau rồi những khách 2022 khách, những khách đầu tiên năm ngoái em vào sự cái danh sách đầu tiên đấy nhé anh Hải Xuân anh Hải Xuân này là lắp từ tháng 8 à, mùng 8 tháng 4 năm 2021 đây, hệ thống vận hành 1 năm. Đây, năng lượng mặt trời sinh ra này, 1249W. Mỗi một khách hàng thì đều có thể tự đăng nhập xem tài khoản được cho uh, riêng của từng máy nhé Còn bên em là quản lý chung nên là sẽ vào được từng khách hàng như thế này. Mọi người cần hỗ trợ cài đặt thì bên em sẽ cài cho từng khách hàng khác nhau. Hệ thống này đang là 1249W này. quy còn lại 64%. Hệ thống này chạy với SPE có giao tiếp 52,7V đang sạc vào là 416W đẩy nuôi tải 752W này hệ thống đang rất là tối ưu ở đây có một khách hàng đây anh này để tên là Lock Power 5kg ở Sơn La nhé hệ thống này cũng đang khá là tối ưu này công suất PV đang sản sinh ra là 1678W này tải tiêu thụ chỉ có 670W thì nó sẽ đẩy vào sạc hơn 900W không lấy lưới đây là hệ thống hybrid đầy đủ luôn. Có một số khách hàng hiện tại thì em không có nhớ nhớ cụ thể nhưng mà có một số khách hàng thì chạy là uh, hòa lưới nghĩa là chưa có lưu trữ em thử tìm kiếm xem có không nhé. Nghĩa là xem nào ở đây nhất thời không thể nhớ ra được có một số khách hàng chưa có lắp pin lưu trữ ấy. à ví dụ như anh uh, anh lâm hiền em sẽ tìm xem nhé tìm cho mọi người xem một chút xíu để đọc qua những cái dữ liệu một số khách hàng không thấy nhé. đây Lâm Hiền 5 kW đây như hệ thống của khách hàng này là anh ấy chưa chạy với pin lưu trữ anh ấy chưa lắp pin lưu trữ nhé đang chờ SVE bản treo tường này pin này đang hết hàng mất anh ấy chưa lắp được hệ thống nhà anh ấy tải cũng khá là lớn đang chạy với chế độ hòa lưới bám tải mặc dù là máy hybrid của Lock Power nhé con máy là ở trung tâm này có pin mặt trời này có điện lưới này tải tiêu thụ này chưa lắp pin lưu trữ Nói nghĩa là chưa có quy sản lượng quy lưu trữ đều bằng không thì đang chạy ở chế độ hòa lưới bám tải có nghĩa là năng lượng mặt trời sản sinh ra này cấp cho tải này cấp cho tải đây nhé thì thiếu thì nó sẽ lấy điện lưới bù vào giả sử tải thời điểm này đang rất là lớn ba nghìn chín trăm w pin mặt trời chỉ phát ra được một nghìn ba trăm w nó lấy bên điện lưới bù vào là hai nghìn bảy trăm w còn giả sử trong trường hợp mà tải của chúng ta thấp ví dụ như pin phát ra là ba nghìn w tải chỉ có một nghìn w thì nó sẽ chỉ bám theo một nghìn w theo tải này thôi nó sẽ triệt tiêu đi vì là chưa có ác quy lưu trữ nếu mà có ác quy lưu trữ thì nó sẽ đẩy nạp cho ác quy đây để tối chúng ta kéo từ ác quy ra sử dụng hoặc là những khi mà không có nắng còn bây giờ hệ thống này là hòa lưới có nghĩa là hệ thống này thì năng lượng mặt trời chỉ hỗ trợ được đang chỉ hỗ trợ được 1.300W này và phải lấy lưới 2.700W đó là hệ thống là hybrid nhưng mà chưa có lưu trữ mọi người nhé còn một số hệ thống đầy đủ em sẽ cho mọi người ví dụ như hệ thống của nhà em hệ thống của nhà em thì em chạy với ba khối pin lưu trữ tải cũng lớn và có cả chạy với thinh power nên mọi người sẽ thấy cái phần công suất nó sẽ bị chênh lệch tải bây giờ đang lớn nhưng mà có một con thinh power thinh power nó đọc nó chạy cái cảm biến dòng luôn với con lắc power 6 ký này tải này tải bây giờ là hơn từng này nhưng mà thinh nó gánh cho một phần rồi nên nó chỉ báo có 474 w này đó nó đẩy lưới vì nhà em đăng ký từ khi 2020 có bán được điện Lúc đó đăng ký bán điện Nên là đang đẩy lưới Bán 1000 Đây năng lượng đẩy lưới này mọi người có thể xem ở chỗ này, này. Đó. Cái này những khách hàng lắp sau Thì chưa có chính sách bán điện Thì chúng ta không đẩy lưới nhé Chúng ta cài bám tải thôi Hoặc là dư thì sạc cho quy Bây giờ nó sạc đầy rồi này Nó chỉ sạc thả nổi 300W nữa thôi 100% rồi này Tải tiêu thụ này Trên này công suất PV sinh ra này còn dư nó đẩy lưới, đẩy lưới bởi vì là bán được điện nhé. Còn một số khách hàng lắp đợt sau thì chúng ta không cài đẩy lưới. Đây dưới này có một số thông tin khách hàng nữa này. Hệ thống này cũng đang tối ưu này. Công suất pin mặt trời sản sinh ra 1 một w này, tải tiêu thụ cũng tầm đó này, dư một ít chút xíu nữa nạp này. Nếu mà nắng lên thì công suất pin mặt trời lớn hơn thì nó sẽ nạp được nhiều hơn. Còn những hệ thống của từng khách hàng, rồi hôm nay quay một cái video quay màn hình giới thiệu với mọi người về cái lắp power như thế này nhé Bên em đang phân phối máy lắc power bảo hành bản SNA là 2 năm và bản LXP là 5 năm Chạy rất là tối ưu cho một hệ thống điện mặt trời hybrid Thì em cũng đã có những cái chia sẻ phần trước và rất là nhiều những khách hàng đã lắp đặt ở đây Mọi người có thể xem là hiện tại bên em đang quản lý gần 200 máy lắc power trên toàn lãnh thổ Việt Nam Như mọi người thấy vị trí địa lý này từ xuyên mộc vũng tàu này quảng ninh thành phố hồ chí minh bình định đồng nai an giang khánh hòa hải dương lâm đồng đà nẵng nói chung là hầu như tất cả các tỉnh các tỉnh ở việt nam thì bên em đều có lắp đặt máy lắp power này rồi một số tỉnh thì người ta lắp nhiều ví dụ như thành phố hồ chí minh hoặc là khánh hòa đồng nai thì có nhiều khách lắp hôm nay quay một cái video tổng hợp như thế này chia sẻ với mọi người một chút xíu về hybrid của lắp power và đọc một số cái thông số nhé và cái phần mềm à, phần mềm mới nhất bây giờ nó đã có tiếng việt rồi Đó, chúng ta có thể xem được vào đây cũng là một khách hàng chị chạy hòa lời bám tải này chưa lắp pin lưu trữ này Đó, bây giờ cái android nó có tiếng việt còn ios thì mọi người chờ một thời gian nữa nhé bên hãng người ta sẽ cập nhật tối ưu nhất lắp power rất là hay và một sau một thời gian người ta cứ nâng cấp nâng cấp dần mình có thể cập nhật từ xa được theo dõi quản lý và nâng cấp phần mềm từ xa nó rất là tối ưu khách hàng hầu như chạy đều rất là hài lòng và giảm tiền điện hàng tháng còn nếu mà đầu tư được pin lưu trữ thì khi mà mất điện vẫn có thể sử dụng đó là những cái hiệu quả của hệ thống hybrid hôm nay muốn chia sẻ đến mọi người anh em quan tâm thì có thể liên hệ qua số zalo là 0382 124 123 nhé bên em sẽ hỗ trợ lên cấu hình phù hợp nhất cho mọi người mọi người bấm đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hơn về điện mặt trời của bên em rồi chân thành cảm ơn tất cả mọi người hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo